chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Baby Rome thi đấu với Seng Baby. Vâng, tâm lý hiện tại quân sẽ là cân. Vâng, thua giả vờ thua 2 xe đầu cho đội bạn chủ quan, thắng liền luôn 5 xe còn lại. Đội bạn chắc chắn luôn. Vì đây lắc đầu liên tục. Vâng, ông nào đen lắm hay fan của coi thì ai sẽ đều độ BB Chip Boy. Nói cùng các xe sau độ gần đi về lớp chắc là chán luôn đấy. Chắc là không muốn nói gì luôn. Bà thấy bầy hiêu quả phụ dành cho cầu thủ Chip Boy rồi. Bà Roma đánh giá là được. BB cầm Babylon, một hit, hai hit. Rồi. Thêm 7 hiêu trên này luôn. 7 hiêu to đấy. Mắc binh luôn, 7 con. Thêm con voi nữa. Bên kia là Seng Baby. Rồi, đi hay lắm, rò hay lắm. Làm phát đập mặt luôn bóng đen. Đen xì luôn. Thêm cái bóng vàng nữa, đây gọi là Pikachu. Làm luôn cái Pikachu. Mày quá không chết một lần. Đã xong, hai con voi, bãi quả luôn, ok. Giời kinh, bài này này cân thằng Seng, hai ông đều thô cân Seng là thế nào? Thế thằng Bi ai cân? Đôi cân đấy, Seng quả này là đôi cân đấy chứ không phải cân đôi. Bài nào cũng quả phụ đầy mình. Đầu cánh là găn đi nhá. Đầu cánh là Chip Boy ấy. Ôi giời, hai bãi quả, tôi tưởng một bãi quả. Thế này thì hỏng, hỏng hết cả một thế hệ. Rất biết cách lừa kèo. Thua 2 xe đầu rồi thắng lại 5 xe sau. Lừa rất có kỹ thuật. Bay bay. Đây là màu 6 là gì đây em? Mà chả cần quan trọng đâu nhỉ. Tầm này là cân Seng chứ không quan trọng quân gì đâu. Nghèo nó ăn tranh như này. Mất con voi rồi. Không. Tốt. Rất có kỹ thuật. Cắt một dân ăn con voi, đúng rồi. Sao lưng lự thế em? Vâng, chắc là về lớp đánh cung thôi. Để cho Babylon đánh chém. À, như vậy là hai cung. Mình kia đánh hai cung cho mắc binh. Đây, 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 màu một, thí sinh đầu tiên. Gunny. Hãy chiếm lên em đi. À, đứng cầu thủ à? À, không, vừa mới xin ra. Tôi tưởng đứng cầu thủ. Đây là Babylon đánh chém. Gì hả? BB làm gì đi em? À, không đánh cung. Ờ,
Có thể PS2 ngoài đang đóng đâu nhỉ? Chim voi đây. Úi hồi ôi, màu 1 nhiều dân lắm. Đây con thỏ công thủ cứ giền giữ đi em. Thả diều. Rồi một dân này. Không được rồi. À, cũng vẫn mất một dân. Rồi, chọc sạch cái con giò rồi bạn. Ui giời ơi, phí không. Thua mất một chọc. Rồi, ai lờ đều. BB, cầm Babylon. Vâng, điều tê. Anh đang điều tê. Đúng rồi. Cho ít thực lẻ đây á. Rồi. Rồi và kích xe cố. Chip boy. Đây rồi. Khả năng ui kinh. Mày đấy. Lạc đà đội họ hình như không có giáp hay sao ấy. Cảm giác hai con tre không lạc đà nhanh. Vào. BB, vừa lên xong bánh xe, vừa xong cơn cung đầu. Cố gắng điều dân. Dền dữ rồi, đợi cung đầu mình ra. Chưa đủ thực cố rồi, xong lần thứ hai. Thế mới đều. Đủ được luôn. Trình độ điều R của VLOV với BB thì nó là trình nó khác nhau hoàn toàn. Chiếc quái thừa gỗ thì bơm đây. Rồi. Úi trời ơi, bên lớp anh đi vào cái chồng rồi. Nó giữ thế thôi. Rồi, tốt lắm. Đóng nghe nha em ơi. Máy có thủ chức coi. Tạm lại 27 cơ mà. Đang đi cả sen luôn. Đây. Đây mới chính thức là gọi là cân đôi này. Đúng hơn là cân 1,5 thôi. Đang làm yếu nhà 1 và bây giờ đang đi cho sen không đẩy được quân. Và bây giờ BB đang đẩy lại. Tốt. Ngọt ngào vào. Quân kìa em. Thôi lùi. Bên họ có lạc đà rồi. Máy đi. Thoải mái đi, sợ vừa bên lớp đóng cung ấy. Nào. Không cứu không thủ được. Đó, từ từ nhá. Chứ biết đâu được. Qua đi. Bắn chết được 3 lạc đà chứ lạc đà được không? Nói vậy thôi khó lắm, không có đẩy liên tục. Chị boy đâu? Mình đang ở giữa bản đồ. Bibi, xúc đi. Nó hết lạc đà rồi. Rồi, cái này vẫn ăn được đấy. Cứ sóc quân thì châu quân thôi. Bắn ý tiết thôi mà. Rồi có tên gì không? À lọt Trần Văn lọt. Rồi chị boy đang mất nhà. Trang đủ nhà.
Đi đi. Kìa thằng một tạt sang em rồi đi ơi. Rồi. Một nó vẫn lẩn vẩn đây. Tham lai, đi đè rồi. Quá. Đánh quá. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo rồi. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-1 ở trong trận đấu thứ 7.